Em Bình chào các bác ạ, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Thì em xin tự thiệu, em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Để không mất thời gian của tất cả các bác thì em đi vào chi tiết chính luôn. Trước khi xem clip này thì mong các bác là cho em nói hơi dài dòng một chút và cho em nói hơi nhiều một chút về chiếc xe này của em. Xin giới thiệu với các bác, trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Ford Escape phiên bản XLT 2 cầu động cơ 2.3. Nhưng nó có rất nhiều thứ mà em muốn tâm sự và chia sẻ nhiều hơn về chiếc xe này. Thứ nhất, nó là một chiếc xe rất tâm huyết của em. Thứ hai, nó là một chiếc xe rất là đẹp luôn các bác ạ. Nếu như bác nào muốn mua cho mình một chiếc xe Ford Escape tầm tiền loanh quanh hơn 400 triệu thì đây, mong các bác là theo dõi, cố gắng là theo dõi em một chút để em giới thiệu cho các bác về chiếc xe này. Và nếu như bác nào muốn mua chiếc xe cho mình phải nói là thật đẹp và thật chất ấy. Đây các bác ạ, chiếc xe này sản xuất 2013, đời chót nhất, tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu, xe chạy 6 vạn cây số và 4 quả lốp của nó vẫn còn nguyên các bác nhá. Nó zin từ trong ra ngoài, zin từ ngoài ra trong, từ trái sang phải, tất cả mọi thứ nó còn rất là đẹp. Nên các bác ạ, tiền nào của nấy, chiếc xe này cũng không hề rẻ đâu các bác ạ. Thực ra để mà nói thì nó có quá nhiều thứ để em muốn chia sẻ, em đi một vòng đi, muốn chia sẻ đến cho các bác. Một chiếc xe màu đen, gầm cao, 5 chỗ ngồi, sản đến từ đất nước Mỹ, Ford Escape thì các bác biết rồi. Nó còn cái phiên bản 3.0 thì nó rất là tốn xăng, hay là phiên bản XLS 1 cầu thì cũng ok. Nhưng đây là chiếc xe 2 cầu các bác ạ, rất là đẹp luôn đúng không mọi người? Thực ra thì nói nhiều thì nó cũng thế thôi. Chỉ biết nói với các bác là như này nhá, chiếc xe này nó rất là đẹp, nó rất đẹp. Bây giờ đi vào chi tiết luôn để cho các bác nắm bắt về chiếc xe này. À quên, em chia sẻ giá luôn cho tất cả các bác nhá. Em chia sẻ giá luôn, chiếc xe này hiện tại em Bình đang chào bán với giá là 430 triệu. Bác nào chốt sớm thì em để giá tốt nhất có thể cho bác đó. Với chiếc xe đẹp như thế này thì kể cả các bác có ở tỉnh xa, nếu như không có thời gian qua xem xe thì em có thể tự tin nhận cọc, chốt để cho các bác. Bởi vì giá chiếc xe đẹp này hoàn toàn không có bất cứ một cái lỗi nào. Không chỉ riêng chiếc xe này, tất cả xe em Bình bán ra đều luôn cam kết cho tất cả các bác, nếu như lỗi, nhận lại xe, trả lại tiền cho tất cả quý vị khách hàng. Cho tất cả quý vị khách hàng, các bác nên nhớ là chiếc xe này nó chạy chỉ có 6 vạn cây số thôi ạ. Và 4 lốp còn theo xe, sơn zin của nó còn đến 95%. 95%, rất là đẹp đúng không mọi người? Một chiếc xe sản xuất năm 2013, tên tư nhân biển Hà Nội. Với cái tầm tiền loanh quanh 400 bây giờ chúng ta cũng có rất là nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà chiếc Ford Escape này thật sự với mọi người cầu rằng là nó... Đối với cá nhân em thôi thì đương nhiên người bán xe bao giờ cũng phải khen xe mình rồi, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng mà nó đẹp thật sự các bác ạ. Mà đời nó không chắc hẳn, mọi người cũng biết rồi, nó không quá là sâu. Từ đời 2013 đến giờ thì nó cũng bình thường thôi các bác. Em quay qua một vòng nội thất các bác nha, để cho các bác ngắm qua cái phần nội thất này. Đây, một chiếc xe chạy 6 vạn thì nó như thế này đây các bác ạ. Nó rất là zin và nó còn rất là đẹp các bác nha. Em xin cam kết cho các bác luôn, nếu như em nói sai em không bằng cháu của các bác luôn ạ. Dạ vâng, rất là đẹp. Các bác nhìn này. Em đi một vòng quanh xe đã, sau đó em giới thiệu cụ thể hơn về chiếc xe này. Ford Escape 2.3 2 cầu XLT sản xuất 2013, tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu, màu đen, nội thất đen, xe chạy 6 vạn cây số, giá bán là 430 triệu các bác ạ. Giá trên đương nhiên là bao rút hồ sơ rồi. Bác nào mà ở tỉnh xa thì cứ hoàn toàn tự tin đi các bác. Lỗi ở đâu thì em tặng xe luôn cho các bác ở đó. Nói ngắn gọn cho các bác có nghĩa là zin là zin. Thực ra thì cũng chia sẻ với mọi người rằng là em bán xe đến thời điểm giờ là cũng được 6 năm rồi. Được 100.000 người đăng ký cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Không hề chạy quảng cáo các bác ạ. Không hề chạy quảng cáo, tự lực cánh sinh. Kênh mua bán ô tô cũ của em thì nếu như bác nào theo dõi em nhiều rồi thì biết được cái giá trị của chiếc xe em mang đến cho khách hàng nó như nào. Các bác có mua đắt một chút thì các bác cũng nên nhớ rằng là một khi đã mua của showroom thì không có cái chuyện rẻ. Quang ơi, Quang mở giúp anh cái. Một khi đã mua của showroom thì không bao giờ có chuyện rẻ. Chúng em mua của người chán, bán cho người cần. Đây, bây giờ em sẽ đi vào phần động cơ các bác nhá. Anh mở rồi, anh mở rồi. Các bác nhìn cái cặp đèn pha zin này, nó chỉ hơi ngà ngà vàng thôi, hơi ngà ngà vàng thôi.
nó rất là đẹp các bác ạ. Đó, đèn gầm này, la răng này, la răng nguyên bản theo xe các bác nhé, nó còn sáng rực lên. Đây em mở em cho các bác xem quả lốp này. Đây này, các bác thấy không ạ? Lốp là lốp 22 nhưng mà chiếc xe này sản xuất 2013 các bác nhé. Bốn quả lốp còn nguyên mà các bác nhìn cái bố phanh này, nó còn sáng rực lên như thế này. Cái la răng này nó bị hắc lào một chút ở đây các bác ạ, hắc lào một chút thôi. Kể cả các bác nào thích thì em cũng tỉa cho các bác được bình thường. Chiếc xe này mang động cơ là 2.3 máy xăng. Để mà nói tiết kiệm nhiên liệu thì nó không tiết kiệm nhiên liệu đâu, bởi vì nó là một chiếc xe đầm chắc mà mọi người. Nhưng mà so với đời xe và so với cái cùng phân khúc thì chiếc xe này như vậy là ok rồi các bác ạ. Các bác nhìn cho em cái vách nỉ này, vách nỉ này này. Chiếc xe chạy ít thì nó như thế này, còn nếu như một chiếc xe chạy nhiều nhá, nó rụng hết rồi và nó vàng khè đi thôi. Hay là từ cái vách cách âm này này các bác này, nếu như một chiếc xe chạy nhiều, em cam kết cho các bác là tất cả các vách ở cái âm này này nó sẽ rụng hết và nó nẻ đi, nó nứt ra các bác ạ. Các bác nhìn này, máy em đã cho spa các bác nhá, nhưng các bác để ý giúp em ốc chân máy, các bác thấy không ạ? Nó còn nguyên vạch sơn đây, từ cái con ốc chân máy dưới này nó sáng rực lên như thế này. Hay là từ cái đây, mọi người nhìn đi, nó còn nguyên, em nói zin là zin các bác ạ. Các bác nhìn này, cái bầu phanh này, đó này, còn nguyên vạch sơn các bác nhá. Ốc này không một vết vặn cờ lê nào cả, thì các bác biết chất lượng xe em nói có chuẩn hay không chuẩn các bác ạ. Đắt sắt ra miếng, các bác mua chiếc xe nó đắt hơn bình thường khoảng 10-20 triệu, nhưng mà nó chất, nó đẹp thì các bác không phải lo về vấn đề hỏng hóc gì cả. Thực sự là chiếc xe này của đối với em luôn luôn tất cả các xe vậy, xe nào em cũng tâm huyết thôi. Nhưng mà có những chiếc xe nó đời nó gọi là sâu sâu đi, nhưng mà nó đẹp. Đây các bác nhìn từ cái gầm này, các bác thấy không ạ? Còn rất là đẹp các bác nhá. Cái hông cua lốp này, các bác nhìn hông cua lốp nó còn đen xì lên, không hề mục mọt. For Escape này, xi nhan tích hợp trên gương, mặt gương chỉnh điện. Đó, đăng kiểm với phí đường bộ còn đến tháng 2 năm 2022 các bác nhá. Đây, giá để đồ ở trên xe này, ở trên nóc xe này. Các bác nhìn cho em từng cái bộ phận này, nhựa này. Nếu như một chiếc xe phơi nắng, phơi mưa nhiều thì các bác biết rồi, cái nhựa này nó bạc tạch đi. Đây, nó là bạc zin. Đây, nó là nhựa zin các bác ạ. Còn đây, nó là cái phần táp ly này. Nó hơi thiếu ánh sáng nên là các bác chịu khó để ý một chút nhé. Cái phần da này, nhựa giả da này này, nó mới một cách dã man luôn các bác nhé. Hay là từ cái lẫy mở khóa, cái ốp gỗ này, sáng rực này, nỉ này, nút bấm lên hạ kính này. Các bác nhìn cái nút bấm lên hạ kính này, nó rất là mới. Từ cái lỗ loa cũng vậy này, các bác nhìn thấy không ạ? Cái nhựa nó có những cái độ sần, nó có độ sần nhất định này. Bậc lên xuống, ốp bậc lên xuống đây các bác. Đó, ghế phụ này, hay là từ cái con ốc bản lề không một vết vặn cờ lê nào các bác nhé. Vòi voi này, ngoằm khóa này, các bác nhìn này, rất là đẹp. Đây là hộc đựng đồ này, hộc đựng đồ này. Rồi, tiếp tục sang bên này. Đây là phần táp ly cửa sau bên phụ, các bác hãy để ý cho em nhé. Cái phần kẹt cột kèo keo chỉ này này, em bỏ qua đi các bác ạ, bỏ qua. Đây các bác nhìn này, nhựa này rất là đẹp. Từ cái gioăng cao su các bác nhìn này, nó không hề bị bạc các bác nhé, không hề bị bạc đâu ạ. Đó, này các bác nhìn này, do anh bảo vệ ở trong khu đô thị này đang bảo là nhanh lên một chút nên này có cái SCV các bác là quay nhanh hơn. Đó, hàng ghế thứ hai đây các bác, để nguyên cửa đấy nhá. Các bác nhìn cái kính này, nhìn cái kính này, các bác thấy không ạ? Rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Cái này là mở được ra này, cốp này, cốp đây. Rồi, đây các bác để ý cho em nhé. Này, cái đồ dụng cụ sơ cua này sáng rực lên như này. Hay là cái lốp sơ cua này, cái lốp này thì em công nhận là các bác là hạ rồi, bục thì chúng ta phải hạ thôi, không quan trọng vấn đề đó đâu các bác ạ, không quan trọng. Cái quan trọng là xe nó, chất xe nó có đẹp hay không, còn cái lốp sơ cua nó chỉ là bình thường thôi. Các bác nhìn cho em cái bậc lên xuống này, nó còn đen xì. Hay là cái từng cái gioăng cao su này cũng vậy này, không một cái nào bị rách, còn nguyên có những cái chấm sơn của nhà sản xuất này.
hay là cục đèn pha, hay là cái ti thụt này, đinh tán này, các bác thấy không ạ? Rất là mới luôn nhá các bác nhá. Đó, XLT này, các bác nhìn đèn hậu này. Đèn hậu này. 4X kết này, camera lùi, màn hình DVD cảm ứng Bluetooth đầy đủ các bác nhá. Đèn hậu rất là đẹp. Các bác không? Từng cái chi tiết trên xe nó còn đều và liền lạc với nhau, không chi tiết nào là bóp méo, cong vênh hay là tai nạn đâm xô cả các bác ạ. Các bác nhìn cái hông cua lốp này, nó đen xì lên như này này. Các bác thấy không? Không hề mục mọt mà cũng không bị vàng. Các bác thấy không ạ? Lốp này. Lốp đây, các bác nhìn đi. Xe chạy 6 vạn xem em mình nói có chuẩn không ạ? Các bác cố gắng xem lâu một chút các bác nhá. Để hiểu hơn về cái chất lượng xe các bác nhìn này. Từ cái da của hàng ghế thứ hai là da zin nguyên bản theo xe, không hề bị rách các bác ạ. Đó, hộc đựng nước này, khay đựng nước này, móc đựng đồ này, rất là nhiều thứ các bác ạ. Với hơn 400 thì các bác lấy xe này mà chạy cho nó thích các bác ạ. Rất là đẹp đúng không mọi người? Rồi. Đây là phần táp ly cửa lái này. Táp ly cửa lái nó còn nguyên tất cả các tem mác của nhà sản xuất, còn nguyên. Đây, cả tem này Ford thủ đô đây các bác này. Các bác để ý hãy ký kỹ cho em hơn về cái hệ thống nút bấm này. Tất cả các ký hiệu trên từng cái nút bấm còn nguyên, chưa mất một cái nào cả. Ghế lái, em luôn luôn nhấn mạnh với các bác, nếu một chiếc xe chạy nhiều, cái bộ phận này nó sẽ ọp ẹt hết đi. Và đây, ghế này các bác nhìn này, nó còn rất là căng. Nâng hạ ghế cơ thôi, chiếc xe này thì nâng hạ ghế cơ thôi các bác nhá. Đó, đây, bạn nâng hạ ghế cơ này, các bác nhìn này, rất là đẹp. Bây giờ em vào quay là cái vô lăng củ số cho các bác xem về chiếc xe này. Đợi. Các bác nhìn, mặt gương chỉnh điện này, đèn gầm này, tăng giảm sáng đèn đồng hồ. Cái này là độ gương gập điện các bác nhé. Gương gập điện này. Đây các bác ơi, 6,2 vạn. Nhưng các bác nhìn cho em cái vô lăng. Vô lăng bọc da, núm còi này các bác nhìn này. Không một hết vết hằn nào các bác ạ. Nó rất đẹp. Rất đẹp, cái vô lăng các bác nhìn này. Vô lăng zin các bác nhá, chứ không phải bọc lại đâu ạ. Không phải bọc lại đâu, các bác yên tâm đi. Màn hình DVD, Bluetooth, điều hòa cơ, khóa cầu này. Đó. Hộp số các bác nhìn này. Ốp gỗ này, cái này ni lông còn chưa bóc đấy các bác này, ni lông còn chưa bóc đây. Nhỏ thôi nhưng mà nó đánh giá được là chủ xe rất là giữ gìn đúng không các bác? Các bác nhìn cho em cái củ số đây. Này. Rất là đẹp này, củ số này, phanh tay này, các bác nhìn phanh tay này. Không hề mòn, da nguyên bản theo xe này. Chìa khóa này, hộc đựng nước này. Đây cũng là hộc đựng tẩu sạc và gạt tàn thuốc lá này. Túi khí này. Đây này, các bác nhìn cho em cái trần này. Cái trần này. Mới tinh luôn các bác ạ. Mới tinh luôn các bác nhé. Khách xem luôn á? Ôi dồi ôi. Rồi, ok. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho các bác đây là chiếc xe Ford Escape sản xuất 2013 các bác nhé. Do có khách hẹn ở cửa hàng xem xe nên là em xin phép các bác là em đi về luôn để cho khách xem đã các bác nhé. Nếu như bác nào quan tâm với dòng xe này thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại em để phần mô tả. Em cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.